Xin chào chị em. Mình xin giới thiệu đến chị em chiếc đồng hồ VX của Oren. Đồng hồ nữ chạy máy quắc được sản xuất khoảng những năm 2000. Đây, chiếc đồng hồ chúng ta đây. Ở phía viền mặt ngoài đều mạ vàng nhăn từ dây đến viền đến mặt. Mặt số thì có dạng kẻ sọc. Đấy. Oren VX. Đây nó đây. Chiếc đồng hồ đây. Mặt sau thì mạ thép trắng. Mạ dạng chrome nickel. Chiếc đồng hồ chúng ta đây. Nói tóm lại là mình thấy rằng còn khá đẹp. Trên mặt đồng hồ chúng ta nhìn xem. Mặt đồng hồ có một vài vết sức mờ. Nhưng quay thì khó nhìn thấy lắm. Rất khó nhìn thấy. Đây là chiếc đồng hồ đã qua sử dụng. Nhưng mà theo mình thì lại ít sử dụng. Hoặc là sử dụng rất chi là bảo giữ gìn. Chính vậy mà chiếc đồng hồ còn mới tổng thể theo mình là 90%. Đây là chiếc đồng hồ Oren VX của Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản những năm 2000 dành cho nữ. Kích thước thì mình đo cho các bạn nhé. Mình nghĩ là mỗi bên khoảng độ tầm ngoài 20 cm một chút. Đây, kích thước bao nhiêu đây? Đây là 21 mm. Chiều này cả đai rồi. Cả đai chiếc này là 20, xấp xỉ 26 mm. Từ đây đến đây là 26 này, tính cả cả tai bắt đai này. Còn từ bên này sang bên này tính cả đúng là 21 mm. Dây điểm to nhất là 11,5 mm, xấp xỉ 12 mm. Chiếc đồng hồ của chúng ta đấy. Mình thử đeo vào cho các bạn nhìn nhá. Đây, chiếc đồng hồ chúng ta đây. Đấy. Dây mình đeo hơi lỏng. Cái dây này thì cắt dễ thôi. Cắt đây người ta không nối vào được. Đây. Đấy, ở đây.